một trong những dòng cây dược liệu rất là có ích và có lợi cho sức khỏe của con người chúng ta, đó chính là cây giống cà gai leo. Và xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của tôi là Hải. Để nói về cây giống cà gai leo thì đây là một trong những dòng cây dược liệu nó có ích nhất đối với sức khỏe con người, trong đó đặc biệt là kể đến đó chính là gan của chúng ta. Nó có thể làm cho cái sự làm tác dụng làm mát gan và có thể hỗ trợ điều trị những căn bệnh về gan, về mỡ máu. Đặc biệt thì về gan là có thể hỗ trợ điều trị xơ gan, nóng gan và một số căn bệnh nữa về gan. Và hiện nay thì có rất nhiều những bài thuốc cũng như là một số những công ty đang sản xuất những sản phẩm của cà gai leo. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải bỏ ra một số tiền khá là lớn, lên đến vài trăm nghìn đồng để có thể sở hữu được một cái sản phẩm về cà gai leo. Thay vào đó chúng ta có thể lựa chọn trồng những cây giống như thế này để chúng ta sử dụng trực tiếp trong gia đình. Sau này thì có thể thu hoạch từ thân của nó, từ lá đó, rất là nhiều, có thể tự thu hoạch để chúng ta sử dụng trong gia đình. Giá của cà gai leo này nó cũng khá là thấp thôi, không cao. Chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn năm mua về trồng và sử dụng được. Đơn vị chúng tôi hàng năm làm rất nhiều như này. Chúng tôi cũng trực tiếp cung ứng và cho những cái dự án mà đang làm ra những sản phẩm về cà gai leo, chúng tôi cung ứng rất là nhiều. Mỗi năm thì cung ứng đến hàng vài chục vạn, thậm chí đến hàng vài trăm vạn. Thì cà gai leo này ngoài chúng ta trồng để sử dụng trong gia đình ra nữa thì chúng ta có thể trồng phát triển kinh tế rất là tốt. Thời gian thu hoạch của nó khá là nhanh, là sớm. Và cái thị trường hiện tại cà gai leo đang rất là hot. Và từ đó chúng ta trồng cà gai leo sẽ có người thu mua ngay. Và tôi thì kể nếu mọi người không có đầu ra, chúng tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ cho đầu ra cho mọi người. Về đầu ra cây giống, về cây giống thì chúng tôi chủ yếu là phát triển cây giống là chủ yếu. Về đầu ra thì có một số dòng cây chúng tôi hỗ trợ trực tiếp, nhưng có một số dòng cây chúng tôi làm sao sẽ có được những liên kết và chúng tôi sẽ giới thiệu cho mọi người để chúng ta có cái đầu ra đảm bảo, chúng ta yên tâm chúng ta trồng và phát triển. Hiện trạng cây giống cà gai leo đơn vị chúng tôi đây, thì mọi người thấy cây ở đây thì đang rất là cao khỏe rồi. Đó, chiều cao trung bình của cây thì nó đang dao động từ khoảng ngoài 20 cm. Đây có những cây nó phát triển tốt hơn đến 40-50 cm như này rồi đây. Nó đúng như cái tên gọi của nó, đặc điểm nhận biết đúng như tên gọi đó chính là thân của nó sẽ có gai mọc dọc thân như này này. Ngay cả lá luôn thì nó cũng sẽ có gai, có những cái lá nó sẽ có gai luôn ở cái lá luôn. Chủ yếu là mà dọc thân. Đó. Chi chít gai. Đối với cả cái leo này tôi cũng trồng ở nhà khá là nhiều. Đó. Và tự ngắt, tự vặt vào pha trà, uống của nó có một cái vị thơm ngon, không bị đắng, không bị chát, rất là thơm ngon. Hiện nay thì đối với những cái sản phẩm trà túi lọc của cà gai leo rất là nhiều. Nên đối với những cái đấy thì các bác vẫn phải bỏ ra ví dụ khoảng ít nhất là phải 70.000 cho đến 100.000 trên một hộp trà túi lọc cà gai leo. Nếu như ai đã sử dụng rồi thì cũng biết. Đó. Thì nếu ai có nhu cầu, các bác ai có nhu cầu cần mua cái giống cà gai leo này để sử dụng trong gia đình hoặc phát triển kinh tế thì liên hệ cho tôi. Và nếu phát triển trồng cái phát triển kinh tế thì 1 hectare có thể trồng được đến 2 vạn cây giống cà gai leo, khoảng cách trồng là 50 x 50. Đó. Và cụ thể hơn thì mọi người liên hệ cho tôi theo số điện thoại 0397 928951. Và bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của tôi để phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.